Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, tại diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh GMS6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam đang không ngừng nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh nhằm làm cho Việt Nam trở thành một trong những môi trường cạnh tranh và thuận lợi nhất trong các nước ASEAN. Trong đó, chính phủ Việt Nam có ý định cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20 đến 22% xuống còn 15 đến 17%. Tuyên bố của Thủ tướng được nhận định là động thái khích lệ, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa và ảnh hưởng tích cực tới doanh nghiệp. Đây cũng là một phần trong dự thảo của Bộ Tài chính và đề xuất này sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới đây. Vậy việc giảm thuế sẽ mang lại lợi ích như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa? Nếu việc giảm thuế được thông qua thì doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi như thế nào? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập đến trong phần tài chính thuế ngày hôm nay với chủ đề tác động của giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 15 đến 17%. Trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây. Tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đã đề xuất tập trung sửa đổi 8 nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để đáp ứng và tương thích với Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 mới được Quốc hội ban hành. Bộ Tài chính cũng cho hay việc giảm thuế không giản đều sẽ tập trung ưu tiên một số đối tượng với tiêu chí cụ thể. Đặc biệt tiêu chí lần này sẽ gọn gàng hơn, đơn giản hơn, dựa vào doanh thu năm trước liền kề của doanh nghiệp. Cụ thể, đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng được áp dụng mức thuế suất 15%. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 đến 50 tỷ đồng, được áp dụng thuế suất 17%. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% và 15% là tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm. Để tránh các trường hợp doanh nghiệp thành lập các công ty con để được hưởng chính sách nêu trên, dự thảo của Bộ Tài chính cũng quy định mức thuế suất 15%, 17% không áp dụng đối với doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, mà công ty mẹ nắm giữ từ 25% vốn chủ sở hữu của công ty con trở lên. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có ảnh hưởng tích cực lớn đến xã hội khi giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho phần lớn lao động trong xã hội, nên mức thuế giảm cần đủ để khuyến khích doanh nghiệp và hỗ trợ được cho doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế ở những quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay thì số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chiếm trên 90% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và giữ một vị trí không thể thay thế trong phát triển kinh tế cũng như là ổn định xã hội. Với đề xuất sửa đổi của Bộ Tài chính đối với mức thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ giảm xuống 15 đến 17% nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp đang nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên VTV. Là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị bể bơi, sông hơi, với mỗi sản phẩm, doanh nghiệp phải chịu mức thuế từ 35 đến 37%. Trước thông tin Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp này cho rằng đây là một thông tin đáng mừng, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thêm nguồn vốn quay vòng. Tôi nghĩ là nếu mà giảm cái này thì sẽ tạo lại cho doanh nghiệp một cái cơ hội lớn hơn, đó, giảm cái sức ép và giảm cái nó mang lại cái lợi nhuận. Bởi vì chính phủ đang có rất nhiều chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp siêu nhỏ. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ chiếm tới 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì tôi nghĩ đây là cái chính sách rất là hiệu quả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cho rằng việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nghĩa vụ đóng thuế, tránh được tình trạng trốn thuế hay gian lận thuế còn đang tồn tại như hiện nay. Nếu chính phủ ban hành cái thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 15 đến 17% thì đó là một tin vui và thực sự rằng chúng ta tưởng rằng chính phủ nếu thu thấp như vậy, chính phủ sẽ thu được ít hơn thuế, nhưng mà theo cá nhân tôi thì chính phủ sẽ thu được nhiều hơn những cái mà chính phủ đang áp dụng bây giờ. Với đơn giản là nếu thuế cao quá, các doanh nghiệp họ sẽ tìm cách lách thuế. Nhưng mà nếu thuế nó chỉ 15-17% thì nó là cái mức độ vừa phải và chẳng có lý do gì mình chấp hành tốt pháp luật mà cái mức độ thu đó nó rất vừa phải. Chẳng có lý do gì mình không chấp hành. Thì tôi cho rằng nếu quả thật chính phủ quyết định như vậy, tôi cho đó là sáng suốt và phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Để kích cầu sản xuất và muốn cho doanh nghiệp là tái đầu tư thì cái tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp của tôi là
làm doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khoảng 20%. Đã giảm khá nhiều so với trước kia. Nếu mà đề xuất xuống còn 15-17% thì tôi nghĩ cũng sẽ là rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có cái nguồn lực để phát triển. Vì tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay là đang chiếm rất lớn, tỷ trọng rất lớn, khoảng trên 95%. Chủ trương sửa đổi chính sách thuế lần này sẽ hỗ trợ cho một lớp đối tượng rất rộng trong cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được giảm thuế đương nhiên cũng sẽ tạo tâm lý sẵn sàng kinh doanh cho họ. Khi doanh nghiệp kinh doanh tốt thì kinh tế sẽ phát triển, trong đó sự đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách cũng tốt hơn dù chúng ta giảm thuế suất. Trong lúc khó khăn, việc giảm thuế là nỗ lực lớn của chính phủ. Tuy nhiên, cùng với việc giảm thuế thì phải cải cách thủ tục hành chính, cải cách chi tiêu để có thể tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt hơn nữa. Chính sách giảm thuế sẽ là sự động viên, khuyến khích thiết thực để doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, đây là chính sách nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, bởi nếu áp dụng thuế suất quá cao, doanh nghiệp sẽ nảy sinh tâm lý trốn tránh, dẫn đến tình trạng thất thu thuế. Vì vậy, nhà nước cần có chính sách tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cái luật này thứ nhất là phải quy định một cách chi tiết về các cái ưu đãi, đặc biệt là các cái ưu đãi về thuế, và đặc biệt thứ hai ấy, là các cái ưu đãi về mặt là gọi là chính sách hỗ trợ các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và thứ ba ấy, là tạo một cái sự yên tâm về mặt tâm lý cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng việc giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp là cần thiết để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, gánh nặng về thuế, dù có thể sẽ làm giảm nguồn thu của ngân sách nhà nước. Cái việc giảm từ 20% xuống 15-17% thì đây là một tín hiệu rất là tích cực, và doanh nghiệp người ta cũng đón nhận những vấn đề này, và người ta cũng có điều kiện để mà người ta cái phần mà đáng nhẽ ra phải nộp trước đây là thêm mấy phần trăm thì giờ giảm đi mấy điểm phần trăm thì người ta cũng có điều kiện để mở mang để tái đầu tư lại doanh nghiệp. Thì tôi cho đấy là cái mà rất là cần thiết, và theo suy nghĩ tôi thì đây là một cái tín hiệu rất là vui với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với hai phương án Bộ Tài chính đưa ra, với phương án 1 là doanh nghiệp nhỏ áp dụng thuế suất 17%, doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thuế suất 15%. Phương án 2 là áp dụng một mức thuế suất 17% đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nâng mức doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa từ không quá 20 tỷ đồng một năm lên 50 tỷ đồng một năm. Các chuyên gia cũng cho rằng hai phương án này chưa thực sự hợp lý bởi có thể vô tình khuyến khích doanh nghiệp duy trì quy mô nhỏ, khó phát huy được lợi thế hiệu quả cạnh tranh. Đối với tất cả loại thuế trực thu, kể cả đối với thuế thu nhập cá nhân cũng như là thuế thu nhập doanh nghiệp, thì tôi nghĩ là nên giữ một cái nguyên tắc là các cái nấc thuế thì nó ít thôi, để cho nó đơn giản. Và cái tỷ lệ thuế ở đây thì đây là cái chỗ này là cái chỗ cần tham khảo các thông lệ quốc tế nhất, bởi vì nó liên quan đến cái dịch chuyển của các cái dòng nguồn lực. Thì tất cả các cái nội dung của các nghị quyết này thì đều có một cái hướng đến làm sao đó để mà có những cái cải cách hành chính tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Thế mà chúng ta thì đều biết là cải cách hành chính nó là có cả một cái quá trình. Thế mà trong các cái thực hiện nghị quyết 19 rất nhiều cái giải pháp là đã được triển khai. Thế nhưng mà trong cái quá trình này thì chúng ta thực chất là chuyển đổi phương thức quản lý. Rất nhiều cái nội dung là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thế và trong lĩnh vực tài chính ấy, thì còn ngoài cái lĩnh vực tài chính thì còn liên quan đến rất nhiều các cái thủ tục hành chính của các cái bộ ngành khác nữa. Cho nên nó phải có sự chuyển động nó đồng bộ. Vấn đề cải cách về thể chế và cải cách về quản lý. Cải cách về thể chế thì chúng ta có thể nghiên cứu bổ sung xây dựng chính sách chế độ thuế mới, đưa ra những cái luật, nghị định, thông tư và trong đó sửa đổi về chính sách. Nó sẽ tạo ra một cái hệ thống sổ sách rồi theo dõi rồi quản lý rất là khó khăn. Riêng cái đoạn là phải chốt được doanh nghiệp nào là nhỏ và vừa. Nó biến động thường xuyên. Thế và đặc biệt là tôi cho rằng nó lại còn tạo ra cái tình trạng là vì một vài cái đồng lợi nhuận không lớn như thế nhưng rất có thể là doanh nghiệp họ lại muốn luôn luôn trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa để được hưởng ưu đãi. Còn nếu như mà không vì những cái thứ đấy thì thực sự là họ không có một cái rào cản, không có một cái giới hạn nào, họ sẵn sàng là phát triển hoàn toàn theo tự nhiên, theo cái quy mô năng lực của họ. Tôi cũng mong rằng thời gian tới Bộ Tài chính và Ban soạn thảo cần phải có những đánh giá một cách công khai, cần phải có những công bố những cái kết quả một cách rộng rãi về những cái đánh giá này. Chỉ khi nào mà người dân, doanh nghiệp người ta nhận thấy những cái tác động tổng thể lớn đối với nền kinh tế thì họ mới có sẵn sàng chấp nhận đóng góp thêm hay thiệt hại thêm. Ngoài ra, còn có 3 nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
quy định phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ, tỷ lệ thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài, bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Những sửa đổi này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao được năng lực cạnh tranh. Hiện nay, các chính sách và chương trình hỗ trợ trên các phương diện khác nhau là cần thiết nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất và phát triển. Trong đó, thì chính sách thuế cũng là một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu. Như vậy, thì việc cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khá mạnh cho đối tượng là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tác động tích cực tới khối doanh nghiệp này như thế nào? Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi sau đây của chúng tôi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa ông, với việc đề xuất của Bộ Tài chính là sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 15 đến 17%. Việc giảm thuế sẽ mang lại lợi ích như thế nào với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa? Việc mà chúng ta kích cầu cái việc là chúng ta giảm các cái thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tạo mọi cái động lực để chúng ta không bị các cái doanh nghiệp làm các cái thủ tục liên quan đến tránh các khoản thu về thuế, đặc biệt cái thuế về thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng cái khoản thu ngân sách đối với nhà nước. Tôi nghĩ cái việc này nên làm. Vâng, thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng việc giảm thuế 15 đến 17% sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp ngại lớn. Thì về phía hiệp hội thì ông đánh giá về vấn đề này như thế nào? Chúng tôi nghĩ đây chỉ là một cái khía cạnh đánh giá nó đúng, nó chưa đầy đủ đâu. Bởi vì với cái mức 15 17% hiện nay ấy, thì các cái nước xung quanh của chúng ta đã có nhiều nước người ta đã hạ cái thuế thu nhập doanh nghiệp rồi để làm sao tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển. Họ không tránh và không né khoản thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. Nên tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta đưa ra cái mức 15-17%, ngoài cái việc mà chúng ta hút các cái doanh nghiệp nhỏ vừa đóng góp vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thì chúng ta có thể hút một cái lượng nữa, đó là các cái doanh nghiệp mà FDI, các doanh nghiệp mà có cái vốn đầu tư nước ngoài, và đặc biệt các hộ kinh doanh có thể. Bởi vì nếu mà chúng ta để cái mức 15% ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa, thì các cái hộ kinh doanh có thể, rồi các doanh nghiệp nhỏ FDI, rồi các doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng ta nhìn vào đấy, người ta thấy cái sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, thì chúng tôi nghĩ là cái việc mà giảm cái thuế đó sẽ tăng được cái nguồn thu, tăng cái động lực, tạo niềm tin cho thị trường đối với các doanh nghiệp. Vâng, vậy nếu việc giảm thuế được thông qua, doanh nghiệp được hưởng lợi gì? Và hiệp hội có những định hướng cũng như hỗ trợ như nào đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa? Tôi nghĩ là sẽ khuyến khích phối hợp làm công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ đào tạo cho họ các cái lớp về tập huấn về thị trường, lớp tập huấn về công tác thuế, cũng như hỗ trợ làm việc với các cái ngân hàng, các cái tổ chức tín dụng để cung cấp vốn cho họ. Một phần nữa tôi nghĩ là hiện nay các cái bộ ngành đã cam kết là cắt giảm các cái thủ tục hành chính, cắt giảm các cái điều kiện đầu tư hoạt động kinh doanh, thì tôi nghĩ là mình đã cam kết nhưng phải hành động. Rồi các cái doanh nghiệp sẽ đối thoại để làm sao chúng ta ngày càng cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo mọi cái điều kiện kinh doanh một cách công bằng và minh bạch giữa các chủ thể, giữa các doanh nghiệp với nhau. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV ạ. Chương trình Tài chính thuế xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.